hai vạn trở lên, có những hội chuyên môn nghiên cứu để đem sự thịnh vượng cho gia đình. Bạn đến hỏi hội, sẽ được nhiều lời khuyên về những vấn đề tài chính và được người ta chỉ cho cách lập ngân sách theo số lợi tức của bạn. Bạn không phải trả tiền công. Quy tắc thứ ba, tiêu tiền một cách khôn ngoan. Tôi muốn nói, tiêu cách nào mà cũng một số tiền đó, ta được lợi hơn cả. Trong nhiều hãng, có những nhân viên chuyên môn mua đồ cách nào lợi nhất cho hãng. Bạn làm công cho gia đình của bạn, tại sao không theo cách ấy? Quy tắc thứ tư, đừng để cho chứng nhất đầu tăng theo lợi tức. Bà Stalin sợ nhất lập ngân sách cho những gia đình mà lợi tức một năm được 5.000 Mỹ Kim. Tôi hỏi tại sao thì bà đáp, vì nhiều người Mỹ cho rằng mục đích phải đạt là kiếm sao cho được 5.000 Mỹ Kim một năm. Họ sống một cách hợp lý và bình dị từ lâu, rồi khi kiếm được số lợi tức đó, họ cho rằng đã đạt được mục đích của đời họ rồi họ mới bắt đầu khuyết trương. Chẳng hạn, mua một ngôi nhà ở ngoại ô, vì theo họ, đâu có tốn hơn là mướn phố. Rồi tậu xe hơi, sắm đồ đạc, quần áo mới. Như vậy, tất nhiên họ thiếu thốn, thành thử bây giờ họ không sung sướng bằng lúc trước, vì họ đã xài quá lố từ khi lợi tức tăng lên. Điều ấy rất tự nhiên. Chúng ta ai cũng muốn sống cho thỏa thích. Nhưng rút cục, cách nào làm cho ta sướng hơn? cách tự bắt ta sống theo một ngân sách nhất định, hợp với túi tiền hay là cách tiêu xài thỏa thích để rồi nhận được giấy xanh đỏ của mỏ tòa thúc nợ và lũi như quốc khi chủ nợ đập thình thình vào cửa. Quy tắc thứ năm, nếu phải vay thì ráng có cái gì để đảm bảo? Nếu bạn gặp cơn túng quẩn, phải đi vay, những sổ bảo hiểm, quốc trái và sổ tiết kiệm đều là tiền ở trong túi bạn hết. Chỉ việc mang những thứ đó lại ngân hàng hoặc các sở tiết kiệm, các hãng bảo hiểm nếu bạn không có những thứ đó nữa nhưng có một ngôi nhà một chiếc xe hoặc một gia sản gì khác bạn cũng có thể mượn tiền ngân hàng được còn nếu bạn không có tài sản ngoài số lương ra không có chi đảm bảo cả xin bạn nhớ kỹ lời này nó quan trọng như đời sống của bạn vậy đừng đừng bao giờ thấy công ty cho vay quảng cáo trên báo mà lại hỏi vay ngay đừng tin họ chỉ có một số ít công ty lương thiện thôi bạn nên lại hỏi một vài người làm trong ngân hàng quen của bạn nhờ họ chỉ cho một công ty ngay thẳng mà họ biết. Nếu không, tức là đưa cổ cho người ta cứ đấy. Cái nguyên tắc nên nhớ khi đi vay là nếu bạn chắc chắn sẽ trả nợ ngay, thì sẽ được tính lời nhẹ hoặc vừa phải, và bạn sẽ trả được. Còn nếu bạn phải khất lần khất lửa, tiền lãi và mọi thứ phí tổn khác góp lại lần lần sẽ nặng lắm, có khi gấp 20 lần số vốn, tức là nặng gấp 500 lợi suất ở các ngân hàng. Quy tắc thứ 6, bảo hiểm về bệnh tật, hỏa hoạn và tai nạn bất thường khác. Bạn có thể đóng góp những số tiền nhỏ để bảo hiểm về mọi thứ tai nạn được. Tất nhiên, tôi không khuyên bạn nên bảo hiểm cả những bệnh trật gân và nhức đầu sổ mũi, nhưng tôi khuyên bạn nên bảo hiểm về những tai nạn mà, nếu xảy ra, sẽ làm cho bạn tốn nhiều tiền. Bảo hiểm để khỏi lo như vậy là rẻ lắm. Chẳng hạn tôi biết một người đàn bà năm ngoái 50 năm ngày ở nhà thương mà khi ra chỉ phải có 8 Mỹ Kim. Tại sao vậy? vì bà ấy đã bảo hiểm về tật bệnh. Quy tắc thứ bảy, đừng cho vợ con lãnh hết một lần số tiền bảo hiểm sinh mạng của bạn. Nếu bạn bảo hiểm sinh mạng để khi chết, gia đình bạn có một số tiền, thì tôi xin bạn đừng theo lối cho lãnh tiền một lần tột. Một người đàn bà mới quá mà lãnh một số tiền lớn sẽ ra sao? Để bà Marison S. Eberly trả lời các bạn. Bà coi chi nhánh phụ nữ ở Viện Bảo hiểm Nhân mạng tại Nữ ước bà diễn thuyết trong các hội phụ nữ ở khắp nước Mỹ, khuyên những ông bảo hiểm nhân mạng nên để cho vợ lãnh mỗi tháng một số tiền bao nhiêu đó, chứ đừng để cho lãnh hết một lần. Bà kể chuyện một quả phụ lãnh của công ty bảo hiểm 20.000 Mỹ kim một lần, rồi đưa cho con trai mở tiệm bán đồ phụ tùng xe hơi. Thế rồi việc làm ăn lỗ lả, bà ấy nay không còn một xu. Một bà quá khác nghe lời ngọt ngào của một nhà buôn dùng gần hết số tiền lãnh ở hãng bảo hiểm để mua những lô đất trống mà theo con buôn nọ thì chắc chắc chỉ một năm nữa giá sẽ gấp đôi. Ba năm sau, bà ta phải bán lại những lô đất với số tiền bằng một phần mười giá mua. Có cả ngàn những bi kịch như vậy. CVAS, Post, nhà bỉnh bút chuyên môn vấn đề tài chính ở báo New York Post, viết trong một nhật ký gia đình như vậy, với 15.000 Mỹ Kim ở trong tay một người đàn bà, trung bình không đầy 7-8 năm đã hết nhẵn. Mấy năm trước, tờ tuần báo chiều thứ bảy viết, một người đàn bà quá, không có kinh nghiệm về buôn bán, không có một nhà ngân hàng nào khuyên bảo, mà lại đi nghe lời đường mật của một nhà buôn, bỏ tiền bảo hiểm ra làm ăn, hoặc trữ hàng thì mau sạc nghiệp vô cùng. Bất kỳ một luật sư hay một chủ ngân hàng nào cũng có thể kể hàng chục gia đình, trong đó chồng ki cốc suốt đời, hy sinh mọi thứ, không dám ăn, mặc để tiền lại cho vợ quá, con côi mà rồi gia tài tán tận. Tại sao vậy? tại bà vợ hoặc cậu con nghe lời đường mật của một tên vô lại để nó giật hết tiền. Vậy bạn muốn lo cho vợ con, hãy theo cách của Di P. Mọt Găng, một trong những nhà tài chính khôn khéo nhất từ trước tới nay. Trong chút thư của ông, ông chia gia tài cho 16 người thừa hưởng. Trong số ấy có 12 người đàn bà. Ông có chia tiền cho họ không? Không. Ông cho họ cổ phần trong các tổ hợp sản xuất để họ được lãnh mỗi tháng một món lợi tức nhất định tới mãn đời. Quy tắc thứ 8, dạy cho con biết giá trị của đồng tiền. Tôi không bao giờ quên được một ý kiến đã đọc trong tờ báo đời bạn. Tác giả ấy, bà Stella Tutto, tả cách bà dạy con biết giá trị của đồng tiền. Bà xin nhà ngân hàng một tập chi phiếu cho đứa con gái 9 tuổi của bà. Mỗi tuần bà phát tiền cho nó tiêu vặt. Nó gửi lại bà số tiền đó như gửi tại nhà ngân hàng cho trẻ em vậy. Rồi trong tuần, nếu muốn tiêu một hai cắt, nó viết một tấm chi phiếu để lãnh số tiền ra, đoạn tự tính toán lấy số tiền còn lại là bao nhiêu. Đứa nhỏ không những thấy vui mà còn học được giá trị đồng tiền và cách tiêu xài nữa. Phương pháp ấy rất tốt. Nếu bạn có em nhỏ, trai hoặc gái, tới tuổi đi học mà bạn muốn dạy chúng cách tiêu tiền, tôi khuyên bạn nên dùng phương pháp đó. Quy tắc thứ 9, nếu cần, bạn nên làm thêm để kiếm phụ bổng nếu sau khi đã lập ngân sách một cách khôn khéo mà bạn vẫn còn thấy không đủ tiền tiêu tới cuối tháng, bạn có thể theo một trong hai cách sau, hoặc trầy la, quọ quọ, phàn nàn, hoặc làm việc để kiếm thêm ít tiền ngoài nữa. Kiếm thêm cách nào? Thì tìm xem thiên hạ có cần gấp vật gì mà hiện nay chưa được cung cấp đủ không? Đó là cách của bà Nelly Sweeper ở Nữ Ước. Năm 1932, bà sống trơ trọi trong một căn nhà có ba phòng. Chồng bà mới mất, còn hai người con đều đã ở riêng. Một hôm mua cà rem ở một tiệm nước, bà thấy tiệm ấy cũng bán bánh mà bánh không có vẻ ngon lành gì hết. Bà bèn hỏi người chủ có muốn mua bánh của bà làm không? Người đó hỏi mua thử hai ổ, bà nói với tôi, tôi tuy làm bếp giỏi, nhưng hồi chúng tôi ở giót gì, luôn luôn nhà có một người ở, và chưa bao giờ tôi làm trên 12 cái bánh ba tê nhỏ. Bởi vậy khi làm hai ổ bánh, tôi hỏi một bà hàng xóm cách nướng bánh rồi về làm khách ở tiệm nước ăn hai ổ bánh của tôi rất lấy làm thích hôm sau hai người chủ tiệm đặt năm ổ nữa rồi những tiệm nước tiệm cơm khác cũng dần dần đặt mỗi ngày một nhiều trong hai năm mỗi năm tôi làm những ổ bánh trong căn bếp nhỏ xíu của tôi và kiếm được hàng ngàn mỹ kim chẳng tốn kém gì hết trừ tiền mua vật dụng về sau bánh đặt làm nhiều quá bà phải mở tiệm vì bếp nhà không đủ chỗ lại mướn hai người nướng đủ thứ bánh trong chiến tranh vừa rồi, người ta phải nối đuôi hàng giờ trước tiệm để mua bánh của bà. Bà Sviper nói, hồi ấy tôi sung sướng nhất trong đời tôi. Làm việc ở tiệm 12 đến 14 giờ một ngày, nhưng không thấy mệt, vì không phải làm việc mà là tiêu khiển. Tôi cho rằng tôi dự một phần trong công việc tăng hạnh phúc của người khác lên một chút. Và tôi bận quá, không có thì giờ để thấy mình cô độc, để ưu phiền nữa. Má tôi và nhà tôi qua đời, các con tôi đi ở riêng, để lại trong đời